lý phân phối sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc của công ty Richmond Beauty. Hiện tại thì Tiến đang đứng ở bãi biển Vũng Tàu. Và một điều Tiến muốn chia sẻ với tất cả các chị em là bây giờ đã vào mùa hè rồi, mùa du lịch đúng không? Các chị em đi chơi này, đặc biệt là mình đi biển thì chị em nhớ là mình phải sử dụng cái kem chống nắng nha. Không phải là chỉ khi đi biển mình mới xài kem chống nắng đâu chị em. Tại vì kem chống nắng là giống như một cái lớp bảo vệ, một cái lớp bảo vệ mà giúp cho cái tia tử ngoại UV trong ánh sáng mặt trời không tiếp xúc trực tiếp vào da, tác động lên các sắc tố melanin làm cho sắc tố bên mạnh mẽ lên, làm cho da chúng ta sạm hoặc là tạo nên nám tàn nhang nếu như mà da mình bị thiếu nước. Do đó chị em nhớ là mình phải sử dụng kem chống nắng hàng ngày nha. Và cái dòng kem chống nắng thường xuyên sử dụng đó là cái kem BB cream, đó là kem 3 trong 1, nó vừa là kem nền vừa là kem dưỡng đồng thời cũng là kem chống nắng.